anh thích. Để đến chạm sạc ở đèn sạc. Đi xe điện là phải sạc pin, hiện tại đang trong thời gian chờ đợi. Đây đang sạc gần chạm xăng. Có một máy mở, một chạm sạc rồi. Còn mấy chạm kia không sạc được, không có mở. Có một máy duy nhất. Chim màu xanh ở trên cây cao nhé. Kế bên đó là con con chim mỏ đỏ. Vậy sao thấy gì? Ôi da, cái gì vậy? Cục đá. Đi ra đây.
rồi rồi ok. Nghe không mặc áo khoác chứ vậy? Hello mọi người, hôm nay tôi đang ở ngay một cái nhà trọ của tôi đang đó là ở homestay hả? Homestay đây là homestay, đọc chữ đi, biết đọc chữ chưa? Ừ. Đúng, đang ở Phan Thiết ạ. Villa đấy. Welcome đó. Và đây là cái hồ bơi sạch chích đó của Phan Thiết. Wow. Hồ bơi này đúng rẻ luôn. Bao nhiêu vậy? 20 miễn phí, lên. Miễn phí. Miễn phí nữa. Và đây là cái cây và đây là cái chỗ đá. Mọi thứ rất là đẹp. Phía trước là cái gì vậy? Phía trước chính là biển. Wow, đã đi trời. Sao mà ở phố quá đã vậy? Hôm nay là bao nhiêu phòng vậy? Tổng cộng là 5 phòng. Wow, xịn dữ vậy trời. Mời mọi người có thể tham quan. Tham quan. Quay. 3, 1 phòng, 2 phòng, 3, 4, 5 phòng. Wow. Đây là hợp cho đại gia đình đúng không? Đây là cho nguyên đại gia đình. Wow. Vô đây. Trời ơi, sao đã vậy trời. Wow, đã quá ta. Đợi anh đi làm sữa con đi, không muốn nổi á. Đây là cái đèn xịn hả? Và đây là cái phòng ngủ. Ừ. Xin điện tiếp đi. Chưa có. Tôi ngủ phòng này. Wow, đã. Và đây là cái cánh cửa, nó phải cần mật mã. Ồ, vậy hả? Cần mật mã. Và là bằng cửa, là bằng gỗ. Ồ. Và đây là đống vườn cây đúng đẹp luôn. Trời ơi, coi sao vườn đây. Đây là một cái phòng khác, hai phòng luôn hả? Và đây là cái phòng. Phòng này mấy bạn hay nhỏ. Mẹ ơi. Ừ. 9 giờ lại hồi 9 giờ vẫn rất thoải mái luôn hả? Và đây là cái hồ bơi, mỗi khi tôi hồi lúc buổi chiều tôi đã tắm. Wow, đã dữ vậy ta. Đúng là lạnh. Con giới thiệu bạn nhỏ này thì sao? Bạn nghe thì sao? Bạn nghe có tắm hồ bơi không? Có. Bạn này không còn nhỏ. Có cả không còn cái áo phao trên tay. À, hồ bơi cạn quá hả? Đúng. Còn bạn nhỏ này thì có cần áo phao không? Gió biển nó lạnh không? Chỉ lạnh một chút. Gió biển lạnh chút thôi hả? Và đây là cái đèn cổ. Wow, đèn cổ nó đã đèn gì cổ ta? Cổ hồi xưa Việt Nam luôn nè. Wow. Bây giờ nó hàng Mỹ nè. Trời ơi, tự nhiên sao ở Việt Nam bây giờ hàng Mỹ rồi hả? Đúng rồi, thuộc về hàng Mỹ hoặc là Nhật Bản. À, xịn dữ vậy ta. Đây. Wow, đây là bàn hả? Để nghỉ bán. Wow, đã như vậy. Đây là cái phòng ngủ. Wow. Từ trong cửa sổ. Giống như cái chỗ ăn trộm để bà vô ăn trộm vậy. Giống vậy thôi. Giống. Và đây là. Và hồ bơi này nó đúng đã luôn. Nó còn có cả bậc thang. Ừ. Thang đó mọi người. Đó là video gì? Hôm nay video sẽ kết thúc hôm nay. Bye bye mọi người. Cảm ơn nha. Cảm ơn bạn đã review nha. Bạn review quá hay, chắc bạn sẽ rất là nổi tiếng luôn á. Ok. Và đây, hôm nay chúng ta sẽ tham quan một cái vườn. Rồi. Vườn rất là rộng. Xin mời đi theo tôi. Rồi, nhưng mà thôi, định đã cái vườn nó đã giới thiệu rồi. Giờ bạn cứ giới thiệu và ủa, đây cái là gì cái ngoài này. Kia vậy? Cái gì ngoài kia mà nó có đây chính là ánh sáng của thuộc về người ta. Chính là cái đèn khám phá. Vậy thôi. Và đây hai chiếc xe có thể đậu được hai cái luôn, hai chiếc. Bên kia toàn là cái cây, bên kia toàn là cái cây hay chiếu đèn quá là xịn sò. Và đây là cái cây dừa.
Đấy. Ủa sao mà gọi đây? Đây cái cây dừa. Đây. Hai cái cây dừa. Ba. Mọi người, rồi nếu thích video này hãy like, subscribe trên YouTube của mình nhé. Cảm ơn bạn. Giống như thỏ lặng quá vậy. Đi em giống thỏ lặng quá vậy. Trời ơi. Đừng xịt lên. Lại. Con cá Rio gì bỏ này. Trải nghiệm hồ bơi. Trải nghiệm cái hồ bơi này nha. Rồi, từ từ này xuống từ. Ơi tập thể dục chưa? Vận động đã, 10 động tác cơ bản. Rồi, đứng lên vận động đi. Đứng đây nè, đứng chỗ đây nè, chỗ nắng nè. Chưa. Đó, đúng rồi. Ừ, khởi động trước đó, chân rồi, tay. Giới thiệu đi. Vào đây là một con. Xin chào rồi. Từ từ nhảy không, đi bước từ từ, lạnh lắm. Không sao đâu. Rồi giờ sao xuống bơi sao nè, coi thử nha, có đủ độ cao, đủ cái độ không? Chiều cao của BM không nha? Độ cao cũng được. Đủ không? Lạnh không? Và lạnh nhưng mà không có nổi da gà. Không có lạnh lắm. Ủa? Ui. Đấy chưa, thấy người ta men chưa? Người ta phải làm như vậy. Trời ơi, lạnh thật. Thấy rồi. Lạnh không? Dạ. Rồi, bây giờ bơi đi ta. Bơi đi. Lúc nào con cũng phải bị nổi lắm. Lúc nào con cũng phải bị nổi là hết luôn á. Đây là Via Dola Villa. Lơ rồi là cô. Ô đây.
cái tay sao đây nè. Rồi vô đi. 2, 3, nhảy đi chứ. 1, 2, 3. Bắt đầu. Không, không còn. Trời ơi, nhảy cao quá. Ném trúng vào tay luôn nè. Nhảy cao lên. Ôi màu nha, trời. Trời đó, đó, đây là cái kết nè, đây là cái kết nè. Không dây là bị chầm lắng xuống rồi. Nhảy lại đi. Ý gì như con cá, lại thử coi. Lại thử đi. Trời ơi, cái gì con cá luôn kìa. Một cách mọi người có thể lặn xuống thì phải cần cái mức sức lỡ đi em, ta nữa. À, coi thử nè, lặn lặn xuống đi, lặn ngắm theo hô đi. Nãy con nhảy xuống, nó đứng ngang sau lưng con á, con đứng dậy cái tay con quơ qua trúng mặt á. Ôi trời ơi. Tập thở từ giờ, hút thở, hít sâu. Rồi đưa lên. Đó, đúng rồi á.